Xin chào anh em. Bữa nay là tình hình sau bão, mình đi quay khu vực một số ghe lưới rút của Phú Yên. Mình đi thăm thử tình hình sau bão như thế nào nha anh em. Đấy, đây là sông, cái khu vực neo đậu của cái đội tàu thuyền lưới rút của Phú Yên nè anh em. Đấy. Ở sau lưng mình đây rất là nhiều tàu cá lưới rút. Đây, mình đang đứng tại khu vực bến cá Phú Lạc. Mình sẽ đi quay luôn khu vực bến cá ở phía trong cho anh em xem thử tình hình sau bão, cảng cá hoạt động như thế nào nha anh em. Đây, khu vực bến cá Phú Lạc vào buổi sáng sau bão, còn có người đi biển cá ké rồi nè. Sau bão cá ké một quá trời luôn. Mày bắn con nữa này, cái tay về không bắt con này hỏi đấy. Sau bão quá trời ké luôn. Bây giờ mình sẽ quay cái đội ghe tàu cho anh em xem nha. Buổi sáng rất là đẹp, mặt trời đang lên anh em. Mình quay một vòng ở trên cao cho anh em quan sát chợ cá Phú Lạc buổi sáng nha anh em. Này là cái khu mà tập trung các cái ghe khai thác gần bờ, loại dạng như mành cào nè, mành tè nè, rồi lưới hai đồ anh em. Anh chị em nào mà thích mua cá tươi hoặc là thích mua sỉ lại để lên chợ bán thì chúng ta xuống cái ngôi chợ này ha. Cái phiên chợ này nó tập trung khoảng tầm 4-5 giờ sáng. Đây, bây giờ mình quay cái đoàn tàu lưới rút của Phú Yên nha anh em xem nha anh em. Góc quay từ trên cao sau bão. Đó. Sau bão mình đi quay khai thác một vòng thử là tình hình tàu thuyền sau bão như thế nào nha anh em ơi. Đấy. Ghe nào ghe nấy đầu thẳng băng hết anh em. Thì hôm qua này bão có vô tại khu vực Khánh Hòa và ảnh hưởng gây mưa cùng với gió nhẹ ở Phú Yên. Chứ thật sự là tình hình không có cái gì mà đáng nguy hại nha anh em. Chỉ có một số huyện ở Phú Yên thì gây mưa rất là lớn, gây ngập lụt rất là nhiều ở một số huyện ở Phú Yên. Thì nếu có thời gian thì mình sẽ đi quay một số huyện bị ngập lụt cho anh em xem. Sáng nay mình dậy rất là sớm, khoảng tầm 4 giờ mình chạy xuống cái ngôi chợ cảng cá dân sinh của Phú Lạc, quay một thoáng giờ cảng cá rồi mình quay cái đoàn tàu lưới rút. Cái sự quan tâm nhất của mình là cái đoàn tàu lưới rút trải qua cái khoảng thời gian mà bão vô nó như thế nào, đã ghi lại tình hình tàu cá cho anh em xem. Có lẽ là khi mình quay xong cái video này thì mình sẽ đi quay một số nơi dọc theo cái vùng ven biển của Phú Yên thử xem. Ở Phú Lạc mình thì không có ảnh hưởng gì cả, nhưng mà sợ một số huyện khác thì ảnh hưởng mưa lũ rất là nhiều. Thì mình quan tâm nhất là cái đoàn tàu lưới rút của Phú Lạc nha anh em. Sáng nay dậy từ rất là sớm, 4 giờ sáng nữa tranh thủ chạy xuống bến ghe rồi. Bởi vì anh em biết là tình hình sau bão á, thì cái gió nó rất là im,
cho nên là mình mới đi quay, mình mới đi bay flycam rồi quay cho anh em xem được, nó mô tả hết được. Chứ còn mà nói mà bơi thúng mùa vòng vòng cho hết mà cái đoàn ghe lưới rút này 50-60 chiếc là lủi luôn anh em. Đó. Ghe nào ghe nấy là neo đầu thẳng băng hết, ngay ngắn thẳng hàng, rất là đẹp anh em. Tàu nhựa composite cũng có đó, tàu gỗ dài 20 mấy mét không anh em ơi. Đây là cái lòng sông của khu vực Phú Lạc, Phú Yên nha anh em. Thành phố Phú Lạc á. Mình ở nông thôn nhưng mà mình thích gọi cái địa phương Phú Lạc là thành phố đó. Một cái ngôi làng nhỏ nha anh em, nhưng mà rất là sầm uất, với các cái đoàn tàu lưới rút rất là phát triển, cùng với đời sống của bà con ở đây cũng khang trang. Cho nên là anh em hay gọi vui là cái khu Nam thành phố Tuy Hòa là chính là Phú Lạc đó anh em. Đấy, mình quay một vòng ra ngoài biển luôn. Cái lòng sông neo đầu nó cách cái bờ biển tí xíu anh em. Nó viên một cái dãy hồ nuôi đìa của các cái hộ dân trước kia mà bây giờ là nó ngập hết. Rồi cách cái dãy bãi biển là ra tới biển luôn, cái bãi cát anh em. Bây giờ mình bay xuống tới cái khu vực cửa biển cùng với cảng chính, cảng kéo Phú Lạc cho anh em xem thử tình hình mưa gió đêm qua, cùng với ghe thuyền, một số ghe thuyền cũng neo đầu ở dưới cảng kéo cũng nhiều nha anh em. Đây, tàu kéo dài 20 mấy mét mà mình từng quay cho anh em xem nè. Đậu cặp bên tàu nhựa, nhìn ngầu anh em, nhìn hai cái mé ghe nó thấy thương luôn. Đem ghe là phái mơ ghe, phái quay ghe thôi anh em. Giờ có cái gì đẹp đẹp quanh quanh cũng làm biếng, ít muốn quay lắm. Nói tới quay ghe là tự nhiên cảm hứng, nó thích xách máy quay đi quay suốt, rong đuổi ngày đêm luôn. Đấy anh em, bữa nay là anh em sẽ thấy được cái lòng sông của Phú Lạc nè, rồi cái sự neo đậu của tất cả các anh em khi đánh bắt về nè, neo ở cái khu vực lòng sông này nè anh em. Đó, rồi nó cách bãi biển có một cái bờ cát thôi, nó không có xe ha. Đi xuống khỏi cái dãy ghe của anh em đang neo đậu nè, là tới cái quãng mấy cái đìa hồ tôm là tới cặp cảng luôn anh em. Xíu nữa mình bay xuống cái khu vực cảng luôn cho anh em xem. Đấy, làng xanh tôn dòng cho anh em xem. Ở đây có một bãi kéo ghe đó anh em. Mấy ghe khai thác cá ngừ đại dương đang lên ụ. Dòm dòm vô trong không có thấy nhà nào tóc mái hết anh em ơi. Dòm dòm thấy thoáng thoáng toàn là nhà lầu không à. Lát xíu nữa anh quay thử một vòng của cái làng chài Phú Lạc thử là có nhà nào tóc mái không nha anh em. Thấp xuống để quay gần gần mấy tàu cá lưới rút cho anh em xem. Ok, bây giờ mình bay xuống cảng cá cùng với cửa biển Phú Lạc nha anh em ơi. Tàu gỗ không à, ghe toàn 20 mét đổ lên không anh em. Đấy, mấy chiếc ghe thu mua neo thẳng băng hết, ngay ngắn đó anh em. Giờ từ xe có thấy khu vực cửa biển Phú Lạc không anh em? Khu vực cửa biển Phú Lạc nghe chỗ cái mô đá mà nó đâm ra đó. Cửa biển Phú Lạc là rất là tốt nha anh em ơi. Anh em ở những cái địa phương khác là có hay
đi ghe tàu vô Phú Lạc là yên tâm nha anh em. Cửa biển rất là tốt, sóng rất là êm và lòng cửa rất là sâu, nước rất là sâu luôn. Vô khỏi cửa là quẹo một phát là lên tới cảng cá. Tình hình cảng cá cũng rất là ổn định anh em. Một số ghe tàu neo tại cảng cá là cũng ổn định, chứ không có ghe nào mà bị sơ dịch cái gì hết trơn á. Đấy, bèo dạt mây trôi cũng quanh quanh cảng cũng té lẻ thằng hoàng hết. Sáng có ông nào bơi thúng đi lượm ve chai hay đi thăm ghe gì đây nè. Phải, thúng này là thúng của mấy người ghe của lưới chuồng với bà gù mà chưa mở biển nè anh em. Có tàu sắt neo ở dưới cảng quá trời nha, ba chiếc, như 4 chiếc hay sao á. Đấy, ba chiếc lưới rút với lợn chiếc mình chụp, chiếc tàu gỗ quá trời luôn, bốn chiếc tàu sắt luôn anh em, 4 chiếc lưới rút luôn. Hồ hạt của bà con đồ là cũng ngay ngắn hết. Rất đẹp, Phú Yên đẹp quá anh em ơi. Đấy, từ giữa cảng mình bay lên, quay lại cái làng ghe lưới rút của Phú Lạc với lại cái đoàn tàu cá cho anh em xem. Đặc biệt là bà con ngư dân ở Phú Lạc là làm cái nghề chính là cái nghề lưới rút với lại thu mua thôi nha anh em. Đấy. Rồi bây giờ mình san tô một vòng. Mình cũng giới thiệu sơ gia về cái khu vực cửa biển của Phú Lạc tí xíu trong video này luôn cho anh em. Cùng đó là mình quay cái tình hình sau bão quanh thử là có xuồng sóng và ai trôi tấp chỗ nào nha. Thì ở ngay chỗ cái cảng biển Phú Lạc nó có cái cầu bắc qua khu vực sông nè anh em, rất là đẹp luôn. Đối diện cửa biển thì nhìn lên là có cây cầu. Tại cái khu vực cầu này là cái nơi mà diễn ra lễ hội hát lăng nghinh ông hàng năm anh em. Năm ngoái thì mình có quay, nhưng mà năm nay nhá, tháng 5 vừa rồi mình có quay, nhưng mà nói chung là quay nó không có được đặc sắc cho lắm. Bởi vì có cái flycam thì mình bay mình mô tả rồi xung quanh thì nó đẹp, nó đặc sắc hơn. Nếu còn quay nội dung là hát bội rồi không thì cũng ít ai muốn xem lắm. Hy vọng năm nay mùa giải năm tới là mình sẽ làm một cái video về lễ hội hát lăng cho nó hoành tráng cho anh em xem. Bây giờ từ ở dưới khu vực cầu cùng với là cảng cá Phú Lạc, mình sẽ bay một vòng để thăm bà con Phú Lạc sau bão như thế nào nha anh em. Đấy, trời ơi, không thấy nha, không thấy nhà nào tóc mái mà toàn thấy nhà lầu không ấy trời. Bình thường thì thấy nhà cũng thưa mà lên cao đứng dòm xuống thấy nhà quá trời nhà luôn anh em ơi. Đấy, nhà lầu quá trời luôn. Anh em nào mà muốn tìm nhà hay là chỉ nhà nào là mình ở trên flycam đây là mình chỉ thẳng nhà đó luôn cho anh em luôn nha anh em ơi. Đấy, phía bên này là dòng sông rồi tới một cái bãi biển rồi tới biển. Phía bên này là một cái làng bên bên phải là ở địa phương Phú Lạc gọi là làng Sớm Ngồi. Dọc này là đường Hùng Vương. Về phía bên trái là làng Sớm Trâm. Đó là cái cách gọi truyền thống ngày xưa mà đỡ người dân trong làng giữa phân biệt giữa dân ở trong vùng. Đấy, lầu đài không à, dở sợ. Giàu quá giàu ơi. Nhà mình chỗ nào không biết, nhà tranh của mình chỗ nào cũng thấy, toàn thấy nhà người ta không à. Nhà mình thấp quá thấp nên không ai thấy nha anh em. Phải nhà mình cao cao là mình chỉ cho anh em biết là nở mặt nở mày chơi.
Nhà mình bị mấy nhà lầu này che hết mất tiêu rồi. Đó, bay lên khỏi này là gọi là cái khu tái định cư của Phú Lạc à. Một cái khu mà giải tỏa mà tạo nên một cái mặt bằng rất là đẹp. Đấy, cho nên là anh em ở những cái địa phương khác mà khi tới với Phú Lạc á, là người ta biểu chạy tới cái khu tái định cư là chính. Đấy, là dở là đỡ đón tiếp anh em hơn. Khu tái định cư được chia ra 4 làn đường rất là đẹp anh em ơi. Quá hoành tráng luôn. Ok, xin chào anh em nha. Hẹn anh em ở video sau. Mình sẽ đi quay rất là nhiều cảng cá cùng với các cái ngư dân ở biển.